Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Hàn thả hai công nhân Hoa Kỳ, tin từ Washington DC. Viện lý do nhân đạo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Hàn thả hai công dân Hoa Kỳ mà phương tiện truyền thông chính thức của nước này đưa tin sẽ phải ra tòa vì phạm tội chống nhà nước. Nhắc đến hai tù nhân là Jeffrey Pham và Matthew Miller, hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn tuyên bố hành động thù địch của họ đã được xác định thông qua bằng chứng và lời khai của chính hai đối tượng này. Khi được hỏi về bộ thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nói với các phóng viên rằng Washington biết được tin các công dân Hoa Kỳ Matthew Miller và Jeffrey Pham sẽ phải ra tòa tại Bắc Hàn. Hoa Kỳ không có ưu tiên nào quan trọng hơn là phúc lợi và an toàn của công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Vì mối quan ngại nhân đạo của ông Pham và Miller cũng như gia đình của họ, Washington yêu cầu Bắc Hàn thả họ để họ có thể trở về nhà. Hoa Kỳ cũng yêu cầu Bắc Hàn ân xá cho ông Kenneth Bay và đặc xá cho ông, thả ông ngay lập tức để ông có thể đoàn tụ với gia đình và điều trị y tế. Bộ Ngoại giao không đưa ra thông tin gì về bản chất của các cáo buộc chống lại những công dân trên. Bắc Hàn cho biết họ đã bắt giữ du khách Hoa Kỳ Pham vì vi phạm luật pháp của nước này sau khi đến quốc gia cô lập này vào tháng 4 vừa qua.